con biết có đậu một điều không ta? Dạ. Mẹ con biết có một điều không, màu một điều không? Chắc có gì nha. Lát tỉnh ướp ba nhé nè. Thấy ở ngoài là con đi gì, con đi chợ được, đi chợ bánh lứt luôn hả? Dạ không, con chợ đi chợ xin nuôi. Cái thắt lát hay gì vậy? Thắt lát. Có bịch khổ qua này ai tặng hay gì vậy? Dạ. Dạ, Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn. Hôm nay là một ngày đặc biệt cho ông bà cô bác. Đó là ngày bà cô bác. Dạ. Đây dì ba. Dì ba đang là làm rau củ quả ông bà cô bác. Còn mẹ là trong bếp, mẹ đang nấu xôi. À, mẹ bà nội đang đảo xôi vậy nè. À, đây là dịch. Hôm nay là đầy tháng của bé sữa nha ông bà cô bác, con của chị ba. Mẹ nấu mấy chiếc xôi dữ rồi mẹ. Xôi, mẹ nấu xôi ông bà cô bác. Còn đây là vịt để cúng. Để cúng bà. Còn đây là ngoài đây là Trang, Trang nó đang bầu củ qua. Còn đây là chị của chị ba. Chị của chị gái chị ba hả chị? Chị thứ năm, chị năm của là chị của chị ba ông bà cô bác. Chị đang cũng đang nằm mực. Quay mà không biết nói thì sao luôn. Thôi từ từ, tí nữa qua luôn. No.
ra biết trắng này chưa? Hả? Biết trắng. Biết trắng là không có làm gì đâu. Ơi, biết sơn. Đấy bọn mình một sạch. Lấy viên đi. Xôi nó cẩm nhông bà cô bác. Thí ở ngoài là con đi con đi chợ được đi chợ bún lứt luôn hả? Dạ không, con chợ xin nu. Khi nào con chợ xin nu không có đồ con chạy cho bún lứt, tại bún lứt phải băng qua đường quốc lộ con sợ. Không, cái này là sát muối, cái này là sát muối vô cho thật.
ngon bẩn cho nó luôn nè, lát nữa bắt qua cho bắt ba trước đi. Cái này nè. Chào ông bà của bác. Chào ông bà của bác. Lát hay nhiều à? Lát lát. Mình có bịch khổ qua này ai tặng hay nhiều à? Qua này khổ qua đèo này coi vậy chứ ngon lắm. Còn dư một bịch để lại. Ủa cho tôi tặng gì ba tặng hộp à? Ủa vô ba đặng duyên rồi sao bữa nay đám đầy tháng con của anh ba ông bà cô bác nhờ tình thương của cô chú anh chị cũng quan tâm thương yêu gia đình. Bữa là có anh hai Sài Gòn với chị hai Đài Loan chị Hảo với anh Hoàng chị Diệu nó gửi quần áo cho mấy bé nhỏ cho bé nhỏ nữa. Ở dưới chưa hấp bờ đâu gì vậy? Bữa nay làm mâm cơm trong gia đình với hầu như là trong gia đình với những ruột thịt như trong ruột thịt đó ông bà cô bác. Gia đình mời ông bà cô bác dùng chúc dùng buổi tiệc thân mật gia đình luôn nha. Đây dì ba là đầu bếp chính đây. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cái vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay là giấy tờ ở bên đây là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Dạ, cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, tất cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh. Thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình